Đồng hành cùng học văn chị Hiên để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé. Chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về văn bản chuyện người con gái Nam Xương. Với phần 1 lớn của chúng ta, đó chính là tìm hiểu chung các em nhé. Một lớn là chúng mình sẽ đi tìm hiểu chung, ok chưa? Tìm hiểu chung. Chị viết chữ to rồi đấy, mong rằng là các bạn cũng sẽ theo kịp nhé. Chúng mình trong phần tìm hiểu chung này là phần mà chúng ta sẽ có được một cái nhìn khái quát về tác giả và tác phẩm để làm sao phục vụ tốt nhất cho quá trình chúng mình đi vào phân tích văn bản nhé. Được không? Trong phần tìm hiểu chung, trước tiên hãy cùng với chị tìm hiểu về tác giả Nguyễn Dữ. Được không nào? Tìm hiểu về tác giả Nguyễn Dữ. Thì tác giả Nguyễn Dữ chưa rõ năm sinh năm mất. Và khi mà chúng mình tìm hiểu về bất cứ một tác giả nào, chúng ta sẽ tìm hiểu dựa trên hai ý chính các em nhé. Thứ nhất này, đó chính là về cuộc đời. Ok chưa? Thì tác giả Nguyễn Dữ chúng ta không rõ được năm sinh năm mất. Và chúng ta được biết là, quê quán của ông. Được không nào? Quê, ông ở xã Đỗ Tùng, huyện Trường Tân và nay là thuộc xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Được không nào? Xã Đỗ Tùng này, huyện Trường Tân. Và hãy nhớ, nay, cái địa điểm này này, ngày nay đó chính là huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Ok chưa? Nhá, được không nào? Các bạn đã nắm rõ được cái thông tin này chưa? Thông tin này hoàn toàn chúng ta có thể xem ở trong sách giáo khoa. Nhá, rồi, bên cạnh thông tin về quê quán, về năm sinh năm mất thì chúng ta không được nắm rõ, nhưng chúng ta được biết đây là một tác giả sống ở thế kỷ 16. Được không nào? Sống ở thế kỷ 16. Chị viết tắt từ thế kỷ nhá. Ok chưa? Sống ở thế kỷ 16 và các bạn cũng cần nắm được cho chị một số những cái đặc điểm về bối cảnh xã hội vào cái thời kỳ mà tác giả sống. Được không? Bởi vì điều này rất quan trọng. Nó ảnh hưởng đến cuộc đời, ảnh hưởng đến quan điểm sáng tác, ảnh hưởng đến tư tưởng nghệ thuật của tác giả đấy. Được không? Thì vào cái khoảng thế kỷ 16 này, đây cũng cùng đúng là lúc mà khi mà triều đình nhà Lê khủng hoảng, các tập đoàn phong kiến như là Lê này, Mạc này, Trịnh này tranh giành quyền lực và khiến cho nội chiến cứ kéo dài lan man. Được không? Ok chưa? Khiến cho nội chiến xảy ra và cứ kéo dài, để lại rất nhiều những đau khổ, rất nhiều những mất mát trong đời sống của nhân dân. Ok chưa nào? Sao vậy? Sao chị cứ thấy các bạn nhắn tin ở nhóm chat gì thế nhở? Được không? Được không? Thế nhá. Thế nên rằng khi mà chúng mình tìm hiểu về thời kỳ mà tác giả sống, chúng ta hãy cố gắng nắm được những thông tin liên quan đến bối cảnh xã hội lúc bấy giờ. Được không? Thì ở đây các bạn chỉ cần ghi nhớ một số những từ khóa cho chị như thế này. Đó chính là vào khoảng thế kỷ 16 này, đây chính là thời kỳ khủng hoảng. Được không? Ok chưa? Thời kỳ mà chế độ phong kiến. Thời kỳ mà chế độ phong kiến khủng hoảng. Được không nào? Nhá, chế độ phong kiến khủng hoảng với nội chiến kéo dài. Tức nghĩa là cuộc chiến giữa các tập đoàn phong kiến trong nước, chứ không phải là giặc ngoại xâm xâm lược các em nhá. Được không? Nội chiến tức nghĩa là cuộc chiến giữa các tập đoàn phong kiến ở trong nước tranh giành quyền lực của nhau. Và chính nội chiến này mới thực sự khiến cho đời sống của nhân dân gặp rất nhiều khổ cực. Được không nào? Khi mà ngay trong đất nước không có sự đoàn kết thì ai là người khổ đau nhất? Chính là nhân dân thôi. Ok chưa? Và Nguyễn Dữ sống vào trong đúng cái khoảng thời kỳ đó. Được không? Thế thì những cái yếu tố về mặt thời kỳ như thế này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của ông? Khi mà Nguyễn Dữ là một chí sĩ, đúng không nào, là một danh sĩ, là một nhà nho, thì đáng ra là trong thời kỳ ông sống là ông phải ra làm quan. Thế nhưng với những cái bất cập ở trong đời sống như thế này, với một nhận định mà chúng ta đã từng được biết về Lê Quý Đôn, đã từng nhận định về Nguyễn Dữ như thế này, đó chính là vì Ngụy mà cướp ngôi vua, ông thề đã không ra làm quan, thà là ở trốn quê dạy học trò chứ không bao giờ để chân đến thành thị. Và chính bởi vậy mà Nguyễn Dữ đã trở thành nhà nho ẩn giật các em nhá. Được không nào? Nhà nho ẩn giật. Tức nghĩa là gì? Tức nghĩa là ông quyết định không ra làm quan.
thời thế quá là nhiễu nhương đi, và đời sống nhân dân gặp quá nhiều khổ cực đi. Thế nên việc làm quan lúc bấy giờ Nguyễn Dữ đã không lựa chọn, mà ông đã lựa chọn là về quê ở ẩn, mặc dù ông là một người học rộng tài cao. Đúng không? Mà tương truyền ông chính là học trò của Tuyết Giang phu tử Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thế nhưng mà ông đã không ra, ông đã lựa chọn là cuối cùng thì ông đã lựa chọn là về quê sống ẩn dật. Mặc dù là ông có làm quan một năm nhá, được không? Có làm quan một năm. Nhưng mà cuối cùng thì ông đã lựa chọn cái cách là về quê sống ẩn dật, dạy học này, viết sách này. Được không nào? Nhá, ok chưa? Đó. Đó chính là lựa chọn của Nguyễn Dữ, và xuất phát từ chính cái thời kỳ mà ông sống. Khi mà việc mà nếu như ông ra làm quan trong một thời kỳ nhiễu nhương như thế này này, thì sẽ không giúp ích được nhiều cho nhân dân, mà chỉ là cái việc là cùng với cả tham gia vào cái quá trình mà các tập đoàn phong kiến tranh giành quyền lực của nhau mà thôi. Các em nhá, được không nào? Ok chưa? Ui các em ơi! Được rồi, đây chị thấy rất nhiều những cái vấn đề các bạn đang gặp ở đây. Ok, rồi chị đang mải nói nên chưa để ý, chị xin lỗi. Đây, chị sẽ xem phần phản hồi của các bạn nhá. Được rồi. Ok. Chất lượng video bị kém sao? Đây, chị đang xem các bạn rồi đây. Ok, đây, bình tĩnh nhá. Rồi các em ơi, các bạn đã xem được chưa? Đã ổn hơn chưa nhở? Ok chưa? Được chưa? Rồi không sao, chị sẽ phải cập nhật tình hình của các bạn để điều chỉnh cho phù hợp chứ. Có một số bạn là xem chưa đủ ok đúng không? Các bạn giúp chị làm một thao tác này, đó chính là chúng mình out ra một chút, sau đó chúng mình vào lại, được không? Chị sẽ giảng lại và tóm tắt lại để chúng mình nắm được nội dung nhá. Được không nào? Thứ nhất, chúng ta đi tìm hiểu về tác giả Nguyễn Dữ. Trước khi mà đi phân tích tác phẩm, bao giờ chúng ta cũng cần phải nắm được những thông tin liên quan đến tác giả. Ok chưa? Tác giả Nguyễn Dữ thì chúng ta sẽ tìm hiểu dựa trên hai ý. Thứ nhất là cuộc đời, và thứ hai là sự nghiệp sáng tác. Ok chưa nào? Thế thì về mặt cuộc đời nhá. Về mặt cuộc đời thì tác giả Nguyễn Dữ chưa rõ năm sinh năm mất, là người ở xã Đỗ Tùng, huyện Trường Tân. Đây, chả hiểu sao viết thiếu chữ Tân luôn. Nay là thuộc huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Ông sống vào thế kỷ 16, và đây cũng chính là thời kỳ mà chế độ phong kiến xảy ra khủng hoảng, với những cuộc nội chiến kéo dài, gây ra rất nhiều những đau khổ cho người dân. Và chính bởi vậy mà khiến cho Nguyễn Dữ đã lựa chọn trở thành một nhà nho ẩn dật. Mặc dù là ông là một người học rộng, tài cao, ông cũng đã từng làm quan một năm, thế nhưng cuối cùng thì ông đã lựa chọn cách là về quê sống ẩn dật, viết sách, dạy học. Được không nào? Ok chưa? Đấy chính là về cuộc đời của tác giả Nguyễn Dữ nhá. Thế thì sau khi tìm hiểu được những nét về cuộc đời này rồi, không thể thiếu được chúng ta cần phải biết được về sự nghiệp sáng tác của tác giả. Bởi vì đây sẽ là yếu tố quan trọng nhất gắn liền với cả tác phẩm mà ta đi tìm hiểu. Ok chưa? Thì sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Dữ khiêm tốn bởi với một tác phẩm duy nhất, kem nhá. Sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Dữ thì khá là khiêm tốn với một tác phẩm duy nhất. Tuy nhiên, đó lại được mệnh danh là Thiên Cổ Kỳ Bút, là một tác phẩm truyện kỳ tài trong nền văn học Trung Đại Việt Nam. Được không? Ok chưa? Đó chính là Truyền Kỳ Mạn Lục. Nhá, ok chưa? Thì sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Dữ với số lượng tác phẩm, các em nhớ đấy, tác phẩm duy nhất. Được không nào? Tác phẩm duy nhất đó chính là Truyền Kỳ Mạn Lục. Các em nhá, tác phẩm duy nhất là Truyền Kỳ Mạn Lục. Thế thì qua tác phẩm này chúng ta thấy được những đặc điểm như thế nào về chất văn này, được không? Về cách sáng tác của tác giả Nguyễn Dữ thì chúng ta sẽ thấy được Nguyễn Dữ là một tác giả văn xuôi kỳ tài luôn các em ạ. Nhá, tác giả văn xuôi kỳ tài.
Ok chưa? Với bút lực già dặn. Với sự thông minh. Tài hoa. Và tầm tư tưởng lớn. Ok chưa nào? Nhớ, với sự thông minh, tài hoa và tầm tư tưởng lớn. Được chưa? Vậy thì với sự nghiệp sáng tác của tác giả như thế này, chúng ta phải cảm thấy rất là may mắn, bởi vì chúng ta đang được đi tìm hiểu về một trong những chuyện được trích trong tác phẩm duy nhất còn giữ lại hiện nay của Nguyễn Dữ, đó chính là Truyền Kỳ Mạn Lục đấy. Ok chưa? Vậy tổng kết lại về tác giả, chúng ta chỉ cần có một số ý ngắn gọn như thế này thôi, chị nghĩ là các bạn sẽ rất dễ học. Thứ nhất là về cuộc đời và thứ hai là về sự nghiệp sáng tác. Ok chưa? Và đúng rồi, chính là tiêu biểu cho sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Dữ. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu về Truyền Kỳ Mạn Lục nhá. Được không? Ok chưa? Đúng rồi đó. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu. Nếu như đây là một nhỏ này nhá, một nhỏ về tác giả Nguyễn Dữ, thì chúng ta tiếp tục đi tìm hiểu hai nhỏ, đó chính là về tác phẩm Truyền Kỳ Mạn Lục. Ok chưa? Tìm hiểu về Truyền Kỳ Mạn Lục. Thế thì trước tiên chúng mình đã tìm hiểu trong sách giáo khoa rồi. Chúng ta sẽ có ý đầu tiên. Đố bạn nào giải nghĩa được cho chị Truyền Kỳ Mạn Lục nghĩa là gì? Nào, giải nghĩa cho chị Truyền Kỳ Mạn Lục nghĩa là gì? Ok chưa? Được không? Có bạn nào biết Truyền Kỳ Mạn Lục nghĩa là gì không? Giải thích cho chị nào. Chúng ta sẽ giải thích từng từ một nhá. Đây, Truyền Kỳ là gì, Mạn là gì và Lục là gì? Ok chưa? Nào, bạn nào giải thích được cho chị không? Chúng mình đã tìm hiểu trong sách giáo khoa rồi. Và chị tin là trong buổi học này không phải là buổi lần đầu tiên các bạn được nhắc đến văn bản Chuyện Người Con Gái Nam Xương đâu, đúng không? Nào, Truyền Kỳ Mạn Lục nghĩa là gì nhở? Tương tác cùng với chị và trả lời ngay ở dưới phần bình luận nào, ok chưa? Rồi, chị sẽ đợi phần phản hồi của các bạn nhá, để xem là chúng mình giải thích Truyền Kỳ Mạn Lục như thế nào nào. Được không, được không? Kem ơi, ok chưa? À, Trọng Trường cho rằng là ghi chép tản mạn những chuyện lạ lưu truyền trong dân gian. Rồi, ok, Khánh Huyền bây giờ mới xem được, cố gắng em nhá. Chúng mình cố gắng khắc phục một chút xíu. Thế còn các bạn khác thì sao? Chị mong rằng này, với khái niệm về Truyền Kỳ Mạn Lục thì chúng mình sẽ không học thuộc lòng. Không học thuộc lòng bằng cái kiểu là chúng ta không hiểu gì, mà hãy lý giải cùng với chị nhá. Truyền kỳ nghĩa là gì, các em biết không? Là những chuyện ly kỳ, đúng không? Là những chuyện ly kỳ có yếu tố kỳ ảo ở trong đó. Truyền kỳ, những chuyện ly kỳ này. Mạn là, mạn là tản mạn, còn lục là sao lục, ghi chép. Vậy thì Truyền Kỳ Mạn Lục có nghĩa là ghi chép tản mạn những chuyện ly kỳ. Được không? Hiểu một cách đơn giản là như vậy. Và các bạn cũng chỉ cần hiểu như vậy thôi. Ok chưa? Ghi chép tản mạn những chuyện kỳ lạ được lưu truyền. Đó, được không? Ghi chép. Ghi chép có nghĩa là lục đây này. Lục là sao lục là ghi chép nhá. Mạn là tản mạn. Truyền kỳ là những chuyện lạ kỳ được lưu truyền. Ok chưa các em? Nhớ, được không nào? Ghi chép tản mạn những chuyện lạ kỳ được lưu truyền. Đó chính là phần chúng ta giải nghĩa về nhan đề Truyền Kỳ Mạn Lục. Thế nên bây giờ có ai hỏi chúng mình Truyền Kỳ Mạn Lục nghĩa là gì, chúng mình phải hiểu nhá. Chứ không phải học thuộc lòng một cách là chúng ta không hiểu đâu. Ok chưa? Thế thì bên cạnh về nhan đề, từ cái nhan đề này chúng ta có thể suy ra được về đặc điểm đấy. Được không nào? Suy ra được đặc điểm của thể loại truyền kỳ. Ok chưa? Thứ nhất nhá, các bạn có thấy ở đây không? Các bạn có thấy ở đây là những chuyện lạ kỳ được lưu truyền. Thì phần được lưu truyền này này, chứng tỏ đó là những chuyện dân gian. Được không? Chứng tỏ đó là những chuyện dân gian. Thế nên tất cả những chuyện ở trong tập Truyền Kỳ Mạn Lục này đều là những chuyện mà có sự vật này, sự việc này, có các nhân vật này. Xuất phát từ, có xuất phát
từ các chuyện lưu truyền trong dân gian, được không? Từ các chuyện cổ tích này, từ chuyện lịch sử, chuyện dã sử này, được không nhá? Xuất phát từ chuyện dân gian. Được không nào? Đó, từ chính cái nhan đề này, từ chính cái khái niệm này, chúng ta có thể suy ra được đặc điểm đầu tiên của những chuyện nằm trong tập truyền kỳ Mạn Lục. Bởi vì là tất cả những chuyện ở đó đều có sự việc, đều có nhân vật xuất phát từ những chuyện trong dân gian. Đó có thể là chuyện cổ tích, đó có thể là chuyện lịch sử, cũng có thể là chuyện dã sử mà người ta chỉ kể cho nhau nghe thôi, không được ghi chép chính thức ở trong lịch sử. Được không? Ok chưa? Dã sử là những chuyện mà người ta chỉ truyền tai nhau thôi, mà không được ghi chép chính thức ở trong lịch sử. Nhá, được không? Được không? Đó, thì đấy là đặc điểm đầu tiên. Và đặc điểm thứ hai này, các em thấy nhá, ghi chép tản mạn những chuyện lạ kỳ. Được không? Ok chưa? Thế nên một yếu tố không thể thiếu trong các chuyện nằm trong tập truyền kỳ Mạn Lục, đó chính là những yếu tố hoang đường kỳ ảo. Được chưa nào? Ok chưa? Rồi, đó chính là những yếu tố hoang đường kỳ ảo các em nhá. Từ chính định nghĩa này ta có thể suy ra được hai đặc điểm. Nó rất là logic với nhau chứ không, các bạn không cần phải tách rời nhau ra để khó học. Được không? Ok chưa? Từ nhan đề, từ đặc điểm là như vậy nhá. Bên cạnh đó chúng ta cũng cần phải nắm được nội dung của truyền kỳ Mạn Lục. Được không nào? Nội dung của truyền kỳ Mạn Lục. À, ở đây chị đã thấy các bạn bình luận rồi đấy. Truyền kỳ Mạn Lục là một tập truyện nhá các em nhá. Là một tập truyện mà gồm bao nhiêu? Gồm 20 truyện. Đúng không? Ok chưa? Gồm 20 truyện. Vậy thì 20 truyện này viết về nội dung gì? Trước tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về nhân vật đi. Thế giới nhân vật của các tác phẩm trong truyền kỳ Mạn Lục thì chúng ta được biết sẽ có hai cái mảng nhân vật chính nhá. Hai đối tượng chính được đề cập đến trong các truyện của truyền kỳ Mạn Lục. Thứ nhất, đó chính là hình ảnh của những người phụ nữ. Được không nào? Hình ảnh người phụ nữ, người chị viết tắt nhá. Người phụ nữ, họ là những người phụ nữ đức hạnh, đảm đang, tháo vát, rất là thông minh, được không? Thế nhưng mà họ phải chịu số phận bất hạnh. Với rất nhiều những sự cay đắng, bởi vì sự dập vùi của chế độ phong kiến lúc bấy giờ. Đó là đối tượng nhân vật đầu tiên xuất hiện trong các truyện của truyền kỳ Mạn Lục. Được không nào? Bên cạnh đó thì truyền kỳ Mạn Lục cũng có những truyện viết về người trí thức. Và người ta bảo rằng đó là sự hóa thân của Nguyễn Dữ, đó là sự gửi gắm tư tưởng của Nguyễn Dữ. Bởi vì sao? Đây là những người trí thức mà họ bất mãn với thời cuộc. Cũng giống như tác giả Nguyễn Dữ vậy, được không nào? Và họ không chịu trói mình. Trong vòng danh lợi chật hẹp. Được không nào? Ok chưa? Nhá. Có hai cái đối tượng về mặt nhân vật nằm trong truyền kỳ Mạn Lục là như vậy các em nhá. Và chuyện người con gái Nam Xương của chúng ta là đề cập đến nhân vật nào? Là đề cập đến nhóm nhân vật nào nhỉ? Đây, đề cập đến nhóm nhân vật đầu tiên, đúng không? Đó chính là đề cập đến hình ảnh những người phụ nữ đức hạnh nhưng phải chịu số phận éo le và rất nhiều cay đắng. Được không nào? Đó nhá, đó là những đặc điểm liên quan đến nhân vật, nội dung liên quan đến nhân vật của các tác phẩm nằm trong tập truyền kỳ Mạn Lục, được không? Và bên cạnh giá trị nhân đạo, nếu như viết về người phụ nữ hay là viết về người trí thức với những sự bất mãn với thời cuộc thì đây chính là một phần thể hiện tư tưởng nhân đạo của tác giả Nguyễn Dữ. Nhưng nội dung của các truyện trong truyền kỳ Mạn Lục còn đem đến cho chúng ta ý nghĩa và giá trị về mặt hiện thực nữa cơ. Đó chính là sự phản ánh bức tranh hiện thực xã hội phong kiến đương thời các em ạ. Được không nào? Phản ánh bức tranh hiện thực xã hội phong kiến đương thời. Với rất nhiều sự bất công, với rất nhiều sự nhiễu nhương và ở đó thì đời sống nhân dân gặp rất nhiều những điều cực khổ và bất hạnh. Thì tác giả Nguyễn Dữ thông qua 20 truyện nằm trong tập truyền kỳ Mạn Lục, ông cũng đã góp phần phản ánh được bộ mặt xã hội phong kiến đương thời như vậy, các em nhé.
và không chỉ có những đặc sắc về mặt nội dung, được không nào? Không chỉ có những đặc sắc về mặt nội dung mà chuyện người mà tập truyền kỳ Mạn Lục còn có những giá trị về mặt nghệ thuật nữa. Được không? Ok chưa? Được không nào? Các bạn có theo kịp không? Kem ơi, kem có theo kịp không? Được không nào? Ô, nhiều bạn kêu bị lag nhở? Trời ơi! Được không nào? Điện áp mạng giảm xuống, khổ thân thực sự. Được không, ok chưa? Nhá, thế thì chúng ta đang đi tìm hiểu về truyền kỳ Mạn Lục. Chúng ta đang đi tìm hiểu về một tác phẩm duy nhất nhưng cũng rất là nổi tiếng với rất nhiều những giá trị của tác giả Nguyễn Dữ. Bên cạnh những giá trị về mặt nội dung thì chúng ta cũng cần nắm được những giá trị về mặt nghệ thuật, về mặt hình thức nữa nhá. Đây là một tác phẩm được viết bằng chữ Hán. Nhớ chưa? Các bạn phải nhớ đây nhá. Viết bằng chữ Hán. Và với những đặc sắc nghệ thuật trong việc xây dựng nhân vật này. Hay là trong việc sử dụng những yếu tố kỳ ảo này. Hay là trong việc tác giả sử dụng những chi tiết, những hình ảnh, được không? Hay là nghệ thuật ước lệ, những nghệ thuật rất là đặc trưng của thi pháp văn học trung đại. Ok chưa? Thì tất cả những điều đó được thể hiện rất là nhuần nhuyễn ở trong truyền kỳ Mạn Lục. Bởi vậy, thế nên rằng tác phẩm này có một vị trí đặc biệt, kem ạ. Tác phẩm này có một vị trí đặc biệt. Đây không những là tác phẩm duy nhất của tác giả Nguyễn Dữ, mà nó còn là một minh chứng cho bước phát triển. Nó còn là một minh chứng cho bước phát triển của văn xuôi tự sự Việt Nam. Được không nào? Ok chưa? Và quả đúng như lời nhận xét cho rằng truyền kỳ Mạn Lục là một thiên cổ kỳ bút, các em nhá. Thiên cổ kỳ bút. Đừng bạn nào bảo là thiên cổ tùy bút nhá. Thiên cổ kỳ bút. Được không nào? Ok chưa? Tức nghĩa là một áng văn hay. Được không? Áng văn hay, áng văn lạ. Có giá trị thiên cổ, giá trị muôn đời luôn. Đó, thì tất cả những kiến thức này chúng ta hoàn toàn có thể vận dụng trong quá trình mà chúng mình dẫn dắt, trong quá trình chúng mình viết mở bài và dựa vào đây để tìm hiểu tác phẩm một cách gọn gàng nhất này. Được không nào? Một cách đầy đủ nhất các em nhá. Được không nào? Rồi. Ok, Sơn rất là chăm chỉ trong việc là gõ lại những phần kiến thức cho các bạn. Được không nào? Đúng rồi đấy. Ok chưa? Thế nên là chị cũng rất mong là các bạn sẽ cố gắng bắt kịp nhá. Hôm nay nhiều những cái vấn đề xảy ra quá, nhưng chị cũng rất mong chúng ta sẽ cùng với nhau vượt qua. Rồi, không sao hết, dần dần sẽ ổn hết thôi, được không? Chị vẫn sẽ ở đây cùng với các bạn mà, chị vẫn sẽ ở đây cùng với các bạn, được không? Nên là mọi vấn đề các em đều có thể nêu ra và chúng ta sẽ cùng với nhau tìm cách giải quyết nhá. Ok chưa nào? Rồi, thế thì tìm hiểu về tác giả Nguyễn Dữ này, tìm hiểu về truyền kỳ Mạn Lục thì bây giờ chúng mình sẽ đi tìm hiểu về những thông tin khái quát chung liên quan đến văn bản Chuyện Người Con Gái Nam Xương nhá. Ba nhỏ là văn bản Chuyện Người Con Gái Nam Xương. Rồi, ok, Chuyện Người Con Gái Nam Xương của tác giả Nguyễn Dữ. Thứ nhất này, các bạn hãy giúp chị nắm được vị trí. Các em có biết Chuyện Người Con Gái Nam Xương nằm ở chuyện thứ bao nhiêu ở trong tập truyền kỳ Mạn Lục không? Nào, về mặt vị trí. Ok chưa? Sau đó hãy tìm hiểu về mặt xuất xứ này. Nhớ, vị trí, xuất xứ, tóm tắt giúp cho chị. Và sau đó chúng ta sẽ có những thông tin liên quan đến bố cục để mình bắt đầu đi vào phân tích nhá. Trước tiên, về mặt vị trí, đây là chuyện thứ 16 trên 20 chuyện của tập truyền kỳ Mạn Lục, đúng không? Chuyện thứ 16 trên tổng số 20 chuyện của tập truyền kỳ Mạn Lục. Cái thứ hai, Chuyện Người Con Gái Nam Xương có xuất xứ đó chính là xuất phát từ cốt truyện Vợ Chàng Trương, được không?
xuất phát từ truyện cổ tích Vợ Chàng Trương. Được không nào? Xuất phát từ truyện cổ tích Vợ Chàng Trương. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đi tóm tắt nhé. Thì như vừa rồi, khi mà bắt đầu buổi học hôm nay, chị cũng đã kể cho các bạn nghe về truyện cổ tích Vợ Chàng Trương rồi, đúng không nào? Và truyện cổ tích Vợ Chàng Trương thì với sự sáng tạo của tác giả Nguyễn Dữ, thì cốt truyện của truyện Người Con Gái Nam Xương sẽ không dừng lại ở việc là Trương Sinh không tìm được thây của vợ. Đúng không nào? Khi mà Vũ Nương đã chẫm mình xuống sông Hoàng Giang rồi, Trương Sinh không tìm thấy xác của vợ, đau lòng quay trở về và nhận ra là vợ mình bị oan. Nếu như chuyện gốc Vợ Chàng Trương dừng lại ở đó, với cái nỗi oan khuất tày trời của cả Vũ Nương như thế, thì tác giả Nguyễn Dữ đã có sự sáng tạo thêm với chuyện Người Con Gái Nam Xương rằng là gì nhở? Tác giả đã có một cái kết mở rộng hơn, đúng không? Là có những chi tiết kỳ ảo để cho Phan Lang là một người cùng làng của Vũ Nương khi mà đã có một lần là cứu, đúng không nào, cứu Linh Phi. Và khi mà Phan Lang gặp nạn thì Linh Phi cũng đã báo đáp. Đó, Linh Phi cũng đã cứu Phan Lang. Và Phan Lang có dịp được gặp gỡ Vũ Nương ở dưới thủy cung. Hai người đã gặp gỡ nhau. Và cuối cùng thì Vũ Nương đã nhờ Phan Lang mang chiếc châm của mình về để nhắn với cả Trương Sinh là lập đàn giải oan. Và đêm đó thì Vũ Nương đã hiện về lung linh kỳ ảo trên bến Hoàng Giang. Và đấy cũng chính là cái kết của chuyện Người Con Gái Nam Xương. Được không nào? Như vậy nhá, như vậy chúng ta có thể thấy là chuyện Người Con Gái Nam Xương có một cái cốt truyện nó khá là khác so với chuyện gốc Vợ Chàng Trương, đúng không? Mặc dù là cũng xuất phát từ hình ảnh của Vũ Nương này, từ cuộc hôn nhân của Vũ Nương với Trương Sinh, sau đó thì Trương Sinh đi lính và Vũ Nương đã ở nhà chăm sóc mẹ già, chăm sóc con nhỏ. Khi mà người mẹ qua đời thì Vũ Nương cũng lo toan chu đáo như là đối với cha mẹ của mình. Khi mà Trương Sinh quay trở về, nghe tin là mẹ đã mất thì chàng cũng rất là đau lòng, đưa con ra thăm mộ của mẹ. Và khi mà đưa bé Đản ra thăm mộ của mẹ thì bé Đản lại nhất quyết cứ quấy khóc không chịu nhận Trương Sinh là ba. Lúc đó thì vừa đau lòng vì mất mẹ, lại rất là bối rối bởi vì con thì không chịu theo mình. Thì Trương Sinh lúc đó đã cố gắng dỗ dành, thế nhưng mà bé Đản đã nói ra những câu nói như thế nào nhở? À, thế ra ông cũng là cha của tôi ư? Đúng không? Chứ không giống như cha của tôi là đêm nào cũng đến, mẹ Đản đi cũng đi, mẹ Đản ngồi cũng ngồi. Ok chưa? Và thế là với cái tính hay ghen của mình, Trương Sinh đã một mực quay trở về đổ oan cho Vũ Nương. Vũ Nương mặc dù cũng có thanh minh nhưng Trương Sinh nhất quyết không nghe. Cuối cùng Vũ Nương đã chọn cái chết để chứng minh cho sự trong sạch của mình. Cứ tưởng rằng là cái chết của Vũ Nương sẽ dừng lại ở đó, tức nghĩa là câu chuyện sẽ dừng lại ở đó theo cái cốt truyện gốc Vợ Chàng Trương. Nhưng tác giả Nguyễn Dữ đã có sự sáng tạo thêm để rồi có chi tiết kỳ ảo giúp cho Vũ Nương có thể gặp lại Phan Lang ở dưới thủy cung. Để rồi Phan Lang cũng đã giúp cho Vũ Nương truyền lời đến cả Trương Sinh và chúng ta có được một cái kết là hình ảnh Vũ Nương quay trở về lung linh kỳ ảo trên bến Hoàng Giang rồi cuối cùng thì biến mất mãi mãi. Đúng không các em? Ok chưa? Đó chính là phần tóm tắt về văn bản chuyện Người Con Gái Nam Xương. Nếu như mà chúng mình học ở trên lớp, các bạn cũng có thể tóm tắt theo dưới dạng là nhân vật. Tức nghĩa là chúng ta sẽ kể lần lượt những chi tiết liên quan đến nhân vật Vũ Nương chẳng hạn, hoặc là những chi tiết liên quan đến nhân vật Trương Sinh. Cái điều đó là hoàn toàn là sự sáng tạo của các bạn. Tuy nhiên các bạn sẽ giúp chị chúng ta nắm được một số những ý chính, nắm được một số những cái chi tiết chính nằm trong cốt truyện để chúng ta dễ dàng phân tích hơn nhá. Ok chưa nào? Được không? Được không? Đó, thì đó là phần tóm tắt. Rồi, được không? Các bạn nắm được không nhở? Ok chưa? Và với phần tóm tắt đó này, thì đây, bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đi chia bố cục để phân tích nhá. Rồi, bố cục. Văn bản này ấy thì sẽ có một số thầy cô sẽ không chia bố cục chúng mình mà sẽ đi vào phân tích nhân vật Vũ Nương luôn. Tuy nhiên, với mục đích là đây sẽ là buổi học với phần kiến thức nền đầy đủ và cặn kẽ nhất. Thế nên, chị sẽ chia bố cục để cùng phân tích từng phần trong văn bản này cùng với các bạn nhá. Các em đồng ý không nào? Với phần bố cục này chúng ta sẽ chia ra làm 3 phần. Được không? 3 phần và các bạn cũng sẽ đánh dấu vào sách giáo khoa luôn cùng với chị này. Phần đầu tiên là bắt đầu, từ Vũ Thị Thiết, người con gái quê ở Nam Xương, tính đã thủy mị nét na, lại thêm tư dung tốt đẹp. Được không? Cho đến đoạn, đây, cho đến đoạn cuối trang 44, bà cụ nói xong thì mất, nàng hết lời thương xót, phàm việc ma chay lễ tế, lo liệu như đối với cha mẹ đẻ của mình. Được không? Đấy là phần 1 nhá, phần 1. Các bạn đã đánh dấu vào được chưa? Được không nào? Từ đầu cho đến chỗ là như đối với cha mẹ đẻ của mình, cuối trang 44.
Được không nào? Thì phần 1 với nội dung đó chính là cuộc hôn nhân của Vũ Nương và Trương Sinh. Được chưa nào? Cuộc hôn nhân của Vũ Nương và Trương Sinh, cùng với đó là chiến tranh diễn ra và quan trọng nhất đó chính là phẩm hạnh của Vũ Nương. Được chưa? Ok chưa? Đấy là phần 1 nhá. Phần 2 này, phần 2 là từ chỗ tiếp, được không nào? Tiếp tục cho đến đoạn đây. Cho đến đoạn là nhưng việc đã trót qua rồi. Đây là toàn bộ cái nỗi oan khuất và cái chết bi thảm của Vũ Nương các em nhé. Phần 2, từ tiếp cho đến chỗ nhưng việc trót đã qua rồi. Các bạn đánh dấu vào được chưa? Phần 2 sẽ đến chỗ trang 46 này. Đây, sau khi mà Vũ Nương mất, sau khi mà Vũ Nương đã chọn hành động quyên sinh dưới sông Hoàng Giang, và khi mà Trương Sinh đi tìm thây của vợ nhưng không thấy và trở về nhận ra là Vũ Nương bị oan. Đó, được chưa? Ok chưa? Đây nhá, đến đoạn là bấy giờ chàng mới tỉnh ngộ thấu nỗi oan của vợ, nhưng việc trót đã qua rồi. Thì phần 2 với nội dung chính đó chính là nỗi oan khuất và cái chết bi thảm của Vũ Nương. Được không? Ok chưa? Và phần cuối cùng, phần 3 là phần còn lại. Chúng ta sẽ có nội dung chính đó chính là cuộc gặp gỡ giữa Vũ Nương và Phan Lang. Chỉ biết tắt tên nhân vật nhá. Được không nào? Vũ Nương và Phan Lang ở dưới thủy cung, và cuối cùng là Vũ Nương được giải oan. Đồng hành cùng học văn chị Hiên để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé.